Xin chào các bác anh em. Tiếp tục thì mình gửi tới quý vị và các bác anh em test con âm ly sân xui AUD7. Đây là một cái bản xuất Mỹ. Đối với cái dòng D7 này thì nó sẽ có hai bản, một bản nội địa và một bản xuất Mỹ. Thì đối với cái bản xuất Mỹ mà mình đang test cho anh em này này, nó là dòng xuất Mỹ, nó hơn cái bản nội địa. Thứ nhất là về nguồn điện, con này nó chạy đa cầu điện, nó cho phép chúng ta chơi được 4 nguồn điện luôn. Thứ hai là nó được nâng cấp về phần công suất và hệ một số cái cải tiến trong cái hệ mạch của con âm ly này để phù hợp với cái tiêu chuẩn khi mà xuất sang thị trường Mỹ. Thì nó cho chúng ta, đối với cái bản nội địa thì nó chỉ có hơn 100W thôi, còn cái con này khi mà nó xuất sang Mỹ nó cho công suất lên đến 270W đó. Về một số một cái cải tiến là như vậy. Và giá của chiếc âm ly sân xui AUD7 mà mình đang test này có mức giá là 2.800.000 đồng, gửi tới quý vị và các bác anh em. Đây là bản xuất Mỹ các bác nhé. Một lần yêu thương cho nhớ nhung làm cơn mưa, em về nơi ấy hiểu em vẫn đi mình. Em yêu ơi, dù cho cách xa nghìn trời, thì con này thì cũng như là các dòng âm ly khác thì cũng có những một cái tính năng thông dụng căn bản như là chỉnh bát, chép, ba lăng, lấy nguồn rec, nguồn rec ra, cũng như là cái chế độ nghe. Ở đây thì nó có chế độ nghe receiver hoặc là sitter. Ngoài ra thì các cái cổng mà mình phải che đi để cái ánh đèn nó nổi lên này, ánh sáng nó hắt vào nó hơi bị mờ. Các cái nút ở đây cầu vào input phono này, hai cổng phono MM và MC, thì các cái nút này khi mà chúng ta nhấn nó sẽ lên màu, ví dụ chúng ta chuyển sang cổng tuner nó sẽ lên đèn tuner. Mình đang nghe cổng aux nó sẽ ra cổng aux. Ngoài ra cũng có đầy đủ chế độ lao nét hỗ trợ thêm ở cái mạch âm sắc, nó sẽ có cái chữ ton con trầu phía trên này là super bass tăng dày trầm, cũng như là frequency là tăng dài mid. Mid này là cả mid trầm và mid chép. Đó. Cái yếu tố mà mình cảm thấy rất là khoái ở con âm ly này là cái đèn ở đây. Nó có đèn đo sóng rồi đèn tia rất là đẹp mắt. Con này thì cái nguồn công suất của nó chạy chủ yếu là 4 con sò xăng kem. Nói chung là trong cái tầm giá này rất là ok cho một con âm ly xuất Mỹ mà đạt được rất là nhiều cái tiêu chuẩn về mạch âm sắc cũng như là về hình thức như thế này, với mức giá chỉ 2.800.000 thôi. Mình sẽ mở cái phần này ra cho anh em xem. Ở đây thì mình đã mở sẵn 4 con ốc rồi. 4 con ốc. Toàn bộ cái phần mạch máy là zin nguyên bản anh em nhá, nguyên cả bụi luôn. Đó, nguyên bụi luôn. Cái này thì anh em về tự dùng cái chổi để vệ sinh, nguồn rất là to. Hai quả tụ lọc rất là lớn, Enna cũng như là 4 con sò xăng kem. Tổng thể ở đây ạ. Con này thì các bác anh em có thể chơi với rất là nhiều các dòng loa, nói chung là nó là về lẫn thôi. AUD7 anh em nhìn cho em nhá, 4 nguồn điện từ 100 cho đến 240, cũng như là công suất của nó là 270W, khỏe hơn rất là nhiều so với cái bản nội địa. Trở kháng đánh từ 8 đến 16 ohm. Vâng, vậy là mình đã giới thiệu tới quý vị và các anh em con âm ly bản Mỹ sân xui AUD7. Vâng, với mức giá chỉ 2.800.000 thôi ạ. Thì các bác anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em mình. Cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian theo dõi. Tiếng nó rất là hay trong tầm